Hello các bạn thân mến, hôm nay cô lại tiếp tục giới thiệu với các bạn cuốn sách do chính cô tự biên soạn, đó là cuốn giáo trình giao tiếp tổng hợp bao gồm các chủ đề về đời sống cũng như là trong công ty, rất là thiết thực cho những bạn nào mà muốn học nhanh chóng, cấp tốc và ngắn gọn nhất những cái câu cơ bản nhất mà được sử dụng trong tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống, cũng như là có rất là nhiều các chủ đề ứng dụng trong công ty cho các bạn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là gì nhỉ? Chúng ta sẽ có khoảng 14 chủ đề liên quan đến đời sống, ví dụ như là chào hỏi này, giới thiệu bản thân này, hoặc là cách nói về thời gian này, mua sắm ăn uống gọi món này, các thủ tục khi đi ngân hàng đổi tiền rút tiền này, gọi điện thoại này, hay là đặt phòng khách sạn này, hay là đi máy bay này để phục vụ cho các bạn đi du lịch này, đúng không? Các phương tiện giao thông này đó, đặc biệt là những bạn nào mà lái taxi ấy, đó, thì cũng có thể là ứng dụng được, bởi vì trong cái bài phương tiện giao thông thì ví dụ như là có khách nước ngoài đúng không, khách mấy thằng khách Trung Quốc mà người ta muốn hỏi các bạn đi thì các bạn cũng có thể ứng dụng được để các bạn có thể trả lời. Hoặc là chủ đề thuê văn phòng nhà xưởng thì phục vụ cho những bạn mà đang làm về nhà đất bất động sản. Thế thì bắt đầu từ bài số 15 trở đi đúng không, thì chúng ta sẽ có các chủ đề như là về cơ cấu công ty này, hay là chế độ lương này. Đó, rồi thì trong các từ vựng trong công xưởng sản xuất này, đóng gói nhập kho hay là giao hàng này, rồi thì để phục vụ cho những bạn là làm thu mua này, rồi thì các cái câu mà khi chúng ta đi phỏng vấn xin việc thì chúng ta sẽ có thể là nói như thế nào. Và ở cái phần phụ lục bổ sung thì là cô có rất là nhiều các cái từ mà liên quan đến các lĩnh vực chuyên ngành, ví dụ như là hành chính nhân sự thì chúng ta có thể sử dụng những từ gì, ngành kế toán thì chúng ta thường sẽ có những từ gì, hoặc là bảo hiểm thuế, rồi thì các cái thiết bị sản xuất dùng trong sản xuất, các thiết bị rồi công cụ trong sản xuất, rồi các thuật ngữ trong soạn thảo hợp đồng, hay là các thuật ngữ mà được sử dụng trong bộ phận chất lượng hay là bộ phận QC. Đó. Ví dụ như là cô có thể một bài của cô thì là kết cấu nó kết cấu đó là gì đấy ạ? À, chúng ta thường sẽ là gì nhỉ? Kết cấu phần bao giờ cũng sẽ có phần đầu tiên đó là phần gì ạ? Phần từ mới. À, đúng không? Đây, ví dụ chẳng hạn như là bài về nói thời gian đi đúng không? Đó, ví dụ như là sẽ có các từ mới này, từ mới liên quan. Đó, sau từ mới là sẽ có các cái điểm ngữ pháp, đó, rất là rõ ràng. Và sau các điểm ngữ pháp đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có các bài hội thoại, đó, bài hội thoại, và đặc biệt là sẽ có cả phần luyện tập nữa. Đây, hoặc ví dụ như bài số 7 chúng ta cũng có thể tham khảo từ mới này đúng không? Sau đó là ngữ pháp này. Đấy. Học hết các ngữ pháp này chúng ta sẽ đi đến phần bài khóa đúng không? Ừ. Các bài khóa ở đây đều là những cái bài khóa mà do tự chính cô biên soạn, nó rất là thực tế. Ví dụ như chúng ta từng chủ đề một đúng không? Đó, thì trong thực tế thường chúng ta sẽ hay sử dụng như thế nào? Đó, thì là sau những phần bài khóa đấy thì chúng ta đều sẽ có cả những cái phần luyện tập hoặc là các cái phần kiến thức mở rộng này, hoặc là ví dụ ăn uống cũng vậy này. Từ mới này, ngữ pháp đúng không? Đấy, sau đó là gì? Luyện tập. À, luyện tập thì có dịch sang tiếng Trung này, hoặc là đọc đoạn văn trả lời câu hỏi. Rồi các cái phần mở rộng là cung cấp thêm cho các bạn các cái từ liên quan đến các cái chủ đề đó. Đấy, hoặc là thủ tục ngân hàng, đây các bạn cũng có thể tham khảo đúng không ạ? Đấy, cũng có phần luyện tập dịch này, rồi các phần bài khóa 1, 2 này, đúng không? Đó, rất là thiết thực luôn nha các bạn nhé. Và qua rất là nhiều khóa học rồi thì cuối cùng là gì đấy ạ? Cô đã biên soạn và chỉnh lý ra một cái bộ giáo trình rất là đầy đủ như thế này rồi. Đó, thì chỉ cần chúng ta cố gắng chăm chỉ học thì trong vòng 30 buổi thôi là chúng ta đã có thể sử dụng được các cái câu mà giao tiếp rất là cơ bản khi mà chúng ta muốn nói đến tiếng Trung, mà chúng ta không phải mất nhiều quá nhiều thời gian để đi học và đi tìm từ mới đúng không? Ở đây đều sắp xếp theo từng chủ đề một. Đó, nên là rất là hữu ích luôn ạ. Đấy, hoặc là ví dụ đây, bài này chúng ta sẽ liên quan đến về các cơ cấu trong công ty đúng không? Trong công ty. Đó. Cũng sẽ có từ mới này, ngữ pháp. Đấy, ngữ pháp. Sau đó là gì ạ? Bài khóa. À, bài khóa thì là những cái bài khóa mà rất là sử dụng, rất là thiết thực trong công ty luôn đấy ạ. Đấy nhá. Hoặc là sau đó là phần luyện tập. Đấy.